Ở trong ấy là tao làm bộn rồi, trong đó tao không kêu. Bốn bữa hẹn ăn chưa được bốn chén cơm luôn. Này nó hương nằm nè. Đừng có ăn cơm. Chín qua thốt. Đừng có dọn mày đừng có ra. Tao tay tao nhậu trong cộng đồng tao mới ly rồi tao mới dọn á. Rồi chú. Chú không có miếng nước nữa. Còn thấy nào mới uống một ly nữa nó vô đâu. Có rô. Dạ. Đây chú. Không lớn gì. Rồi mời chú ly nữa đi. Năm bữa nay có đứa rồi. Chú uống đây ở đây. Bây giờ hỏi về giờ bình điểm lạnh gì nó làm gì. Chú nói gì bác biết nè. Không ăn đó. Điện chứ. Không có phước đi mày chạy đi. Thơm Tân Phước ạ. Thơm Tân Phước rồi các bạn. Dạ chưa. Dạ. Con thấy thế mà ở đấy đẹp lắm mà. Có phải của ông thầy Phước Tiến gì không chú? Rồi bà cứ nói đi, bà nói đây, bà Mười nghe thấy này. Khỏe không? Không gì buồn quá. Ai cũng buồn hết chứ không phải mình tôi. Dạ. Thì bà có nhắn gì bà Mười không? Thôi giờ gắng uống thuốc đi hen, rồi cái mà ít bữa nữa cái gì. Dạ. Coi nhà mới của tía nghe. Dạ. Khóc biết nữa. Dạ. Nhà mới của tía đẹp lắm chị Mười ơi. Gắng khỏe rồi về coi nghe. Dạ rồi, chiều nay thì bà Mười sẽ coi được, con về sẽ đưa bà Mười coi. Chiều nay thấy rồi hả? Dạ, chiều nay thấy ạ. Mà lát xíu cũng thấy luôn được rồi. Dạ. Rồi. Rồi, gọi chị Mười ơi. Thấy chị Mười. Dạ. Chị là chị giấy tên là giấy. Chị Út Hướng. Dạ. Đứa nói với tiếng chị Mười cho đây. Dạ. Con chúc chị mau khỏe, năng nghe chuyện với chị Mười. Dạ, chị vợ anh Sơn chúc chị bà Mười mau khỏe nhá. Rồi. Chị Mười ơi, con bánh nè. Chị gắng uống thuốc cho khỏe, đặng về quen nhau chơi với chị Mười. Đó, cô anh nói bà Mười là uống dáng uống thuốc cho mau khỏe về quê chơi á. Dạ. Rồi, đây các cô nữa. Cô bả đâu rảnh mà mời luôn cái gì. Cô Mười, cô khỏe, cô Mười. Dạ. Dạ. Rồi chúc cô ăn ngon miệng nha. Dạ. Bà Mười á. Bà ơi, bà chúc bà Mười sức khỏe gì không bà ơi? Rồi bà chúc chị Mười sức khỏe dồi dào. Sau nay chị không về cái tiệc này không có chị cũng buồn. Nhưng mà thôi ráng dưỡng sức đi rồi 2 tháng 9 tôi về mừng mộ tía, mừng nhà tre, mái tre nhà mộ ấy. Dạ. Rồi. Vâng, vậy là 2 tháng 9 là khánh thành đúng không bà? Rồi đúng rồi. Dạ. Rồi đó. Chúc sức khỏe dồi dào và trăm năm hạnh phúc không? Giống như toàn hồi đó nó lên là Tết nó lên nhà bà Mười. Cái đó phải năm mới con chúc ông Mười nhiều sức khỏe, trăm năm hạnh phúc. Cái ông Mười ngẩn người. Rồi thôi chúc các bà ăn ngon miệng nha. Dạ. Đó. Dạ có, lát xíu chú Tư sẽ dẫn qua đó. Dạ. Rồi, Tuấn Dương xin chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay thì Tuấn Dương đi về Tiền Giang để quay đám dỗ ông nội. Đồng thời sẽ quay... lát xíu là nhà thì bà sẽ tức là sẽ quay cái cảnh mà sẽ cất cái nóc nhà mồ cho ông và bà. Thì đây các món đây các bạn ơi, nhìn bún xào này, đây là gỏi thì ngó sen tôm thịt này, đây là bánh hỏi và thịt nướng mật ong này. Đó, thịt kho trứng này, chú Tư mời con cháu của ông nội tổ ở bên nội không? Hôm nay là dỗ ông nội với lại cất nóc nhà mồ cho ông bà. Dạ. Thì theo truyền thống thì hôm ngày 27 tháng 3 hàng năm là ngày kỷ niệm ngày mất của ông nội tổ.
dạ. Con cháu cũng quay tụ về đây rồi cũng thành tâm thắm thanh lễ vật để tưởng nhớ ngày mất của ông. Dạ. Cái nhân dịp năm nay là mới cất cái nóc nhà mồ của ông nội. Cái lý do là hồi trước làm mộ xong rồi mà không có làm nhà mà nóc nhà đấy. Vì cô mấy cô nói ông bà lớn tuổi hơn mà chưa có cái nóc, nếu mình làm trước thì sợ bất kính. Dạ. Mang cái tội bất kính thành ra mới trì hoãn cho tới năm nay mới làm. Vì lý do sức khỏe mấy cô đó thôi, giờ làm để cho mấy cô yên lòng. Dạ dạ. Thành ra tới năm nay mới làm. Dạ. Nhưng mà do thời gian nó cũng gấp gáp rồi thợ cái tháng này nó cũng thiếu thợ làm, nó cũng chưa có được hoàn thành hoàn chỉnh, mà nó chỉ mới cơ bản. À. Dạ dạ. Và rồi thì lát mình cũng coi cái đó để cho các cô chú bên nước ngoài biết nữa. Thì, dạ. Cái theo truyền thống ông bà thì anh em con cháu cũng đoàn kết. Dạ. Tức là mình là làm cái nóc nhà cho ông bà đó thì con cháu cũng đóng góp. Dạ. Kẻ công người của thì cái đóng góp vô để làm cho nó hoàn thành. Dạ. Đó là cũng cái niềm hạnh phúc, cái đó cái sự đoàn kết trong nội bộ rồi tình đoàn kết. Dạ. Mà ở đây thì nói chung là con cháu ai cũng nhiệt tình hết á. Dạ. Nhiệt tình lắm, thành ra mình làm mà mình cũng mang cái tâm trạng vui. Dạ. Cũng về báo lại với cho cô mời á, cô biết. Dạ. Là như vậy đó. Dạ. Ở đây với này con cháu cũng là đoàn kết rồi làm để cho nó hoàn thành á, báo cho cô biết để cô vui. Dạ dạ, rồi cảm ơn chú ạ. Các bây giờ thì khu quay sơ sơ mấy cảnh này thôi. Dạ dạ. Đây một bàn tiệc đây các bạn, thấy có là 1 món, 2 món, 3 món, 4 món, 5 món, 6 món, 7, 8 món à. Trắng miệng luôn. Đây là cái đường đi vào nhà chú Tư đây. Đường đi vào thì xanh, chú làm hàng rào trồng cây, xanh mướt luôn. Tiếng chim hót. Bên đây có hàng cau nữa này các bạn. Đó, hàng cau thì cây dừa. Đây lối đi ra cái nhà mộ này. Đây thì theo như chú Tư thì đây đang cất nóc. Do cái ngày làm cũng gấp gáp quá nên là cũng chưa có xong. Nhưng mà đây đã đây cất nóc đây. Đó thì xung quanh này thấy đây, Tuấn Dương sẽ lên đây. Đây là mộ bà Phạm Thị Thạnh, sinh năm 1899 Kỷ Hợi, từ trần năm từ trần ngày 8 tháng 12 năm 1983, thọ 85 tuổi. Còn bên đây là mộ ông. Mộ ông là Võ Văn Đấu, sinh năm 1900 và từ trần ngày 5 tháng 5 năm 1986, hưởng thọ 87 tuổi. Đó, thì mộ ông bà đang ở đây thì cất nóc rồi các bạn này. Đó, đây trên này các cô chú đang chống những các cái cột. Đó, và làm mái là lợp fibro xi măng. Còn ở trên thì là kèo đổ cột là cột bê tông, còn kèo là kèo sắt xung quanh, kèo phụ đấy. Đó. Đó, đằng sau có một cái bức tranh nhìn rất đẹp à. Đó, còn bên hông này là một cái ao nuôi cá. Cái ao nuôi cá đây các bạn. Đây, nếu mà đứng từ ngoài đường, cái khúc lối đi nhìn vào đây thì để bà cũng như là cô chú, các anh chị có thể nhìn thấy
nó đang cất cái nóc lợp phi rô xi măng và đang hoàn thiện dần, cũng sắp xong rồi. Nhưng mà do chú Tư nói là gấp gáp quá nên là làm cũng chưa có xong hoàn thiện. Nhưng mà như vậy để các cô chú anh chị biết. Đó, cái hàng cau này đẹp tuyệt luôn. Đó, các bé đi xe đạp. Đó, thích nhất cái hàng cau. Đó, thẳng tắp luôn. Ở đây là cái vườn cây kiểng của chú Tư á, trồng đủ các cái cây. Đó, vườn cây kiểng này. Đó, các bạn nhìn ở nhà quê thì họ còn làm cái cầu ao ra để rửa. Đó, cái cầu ao bằng gỗ. Đây chú Tư cũng có bắc những các cái bậc. Đó, đi xuống dưới này để rửa tay rửa chân. Đó. 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 Có để các cái bàn chải ở đây này. Ví dụ như giày dép đi mà nó bẩn thì về chúng ta rửa. Ở bên kia họ để phơi mít đầy. Đây là một cái con rạch ở trước cửa nhà. Đó. Kế đó là đây là cây dừa này. Đặc sản miền quê đó. Rồi thôi, chúng ta sẽ đi vô trong. Đó, bây giờ wow, cây ổi. Đây, cây ổi có trái luôn. Nay bà đăng ký hát bài gì? Bài gì mời? Vâng. Còn đây gì? Úc Mang Phong. Không, ý con hỏi là lát xíu bà hát bài gì để con chuẩn bị nè. Hôm nay cái đó là cười bà đó. Dạ. Đây bà nhỏ ạ. Đây có bàn các chú đây. Bàn đây bên. Uống bia cổng hết chai này đi kìa. Đúng rồi. Anh gì gấp nhà định ra để ra cái này. Quyết nó ba cái gì đó. Cái đồ mình chén nó có dư cái nào không? Dạ có. Dụ nó cái gì nữa mấy con làm sắp dẻo. Qua làm con mới có. Dạ. 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 Tính cậu tám đó cậu tám. Tính cậu nhắm môi rượu. Giờ làm à. Ở đây trong bàn này ai ai tên nếm tôi uống à. Tôi biết rồi. Nhưng mà nói vậy. Sao thấy tướng có xe làm cho con có làm sao hết ta? Có nón cả à ta? Nón mà dựng ha, có còn viên không? Mới về đây nãy giờ. Để rồi đây đi. Xong. Nãy giờ thôi. Sao? À, về ngoài có hai bàn cho phụ nữ và trẻ em, còn hai bàn cho các chú.
coi một cái nghi lễ, một cái bữa dỗ ở miền Tây á. Đó, nghi thức thì mọi người tới thì thường là thắp nhang cho các cụ, các ông, bà, sau đó rồi mới chào hỏi rồi dự tiệc. Cứu giả còn hết chưa? Dạ. Cứu giả hết chưa? Cứu xong hết rồi cậu. Tắm lúc này khỏe cậu tắm. Khỏe. Hôm nay mấy mươi cậu. Tắm bà. Đủ. Tuổi gì mà được 85? À, 84 mà. Có tuổi tí. Uống rượu đi dạy mà tôi. Đi bao? Dạ, còn ông và đồng thoại không? Dạ, giờ sao cái bộ con yếu hả? Ở đâu cũng chở, cậu ơi. Dạ, chào bác lên đây nha. Vậy này rồi hả? Cô cậu lo nước ngọt nha. Cô lo nước ngọt nha. Cậu lo nước ngọt nha. Bồng bồng nó giờ nó mới ra. Ra đây nè. Đi ngồi đó đi. Đủ rồi. Đủ. Có ghế để qua đây này đây không? Đây chú Tư còn nuôi chim cu á. Ủa nhà chị ở đâu rồi chị? Ô vậy. Đấy. Giờ các khách mời tiếp tục đến à. À, đây là nhân viên phục vụ từ thành phố xuống á. Nhân viên trà ráp. Hai ngồi đi em. Chào cô, dạ vâng, con mới về cô. À. Cũng giống như cái thằng mỡ xanh, cũng giống cô Tám nha. Tình thứ chắc. Vậy hả? Dạ. Theo mày là con chú Tư, mày con cô Tám hả? Không biết, có tự tự là... Trên mới về đấy. Đây là con chơi cái lát còn nguyên cho cái ông. Anh hai anh chưa ngồi luôn rồi. Lâm Long. Anh ra nữa hả? Ừ, rồi đi. Đây, các
món thịt kho trứng này, bún xào, cháo, cá kho. Anh em đó là bự hơn anh. Ủa, đúng là em hả? Anh nhỏ hơn em. Đây các anh nhé, sẽ chuyển bàn ghế qua để làm thêm một cái bàn nữa. Đây sẽ kê thêm một cái bàn nữa ở sân đằng sau. Lên đây ngồi nè. Hả? Bên đây chú Bảy còn ươm thêm những cái cây này, chắc cây vú sữa đây. Chú đang để riêng cái cây gốc vú sữa. Bên đây là cái ao, ao câu cá này. Đấy, tròi, võng. Đó, đây chú sẽ mở thêm một cái bàn tiệc nữa để ở ngoài vườn á. Đó. Rồi thôi bây giờ cái đoạn video này sẽ tạm nên tại đây nhé. Lát xíu chú Tư sẽ dẫn ra ngoài mộ rồi giới thiệu thêm ấy. Bây giờ mình sẽ nhập tiệc cùng với chú và các anh. Nay rất tiếc là bà không có về được, thì hy vọng bà sẽ coi clip này để hy vọng là bà mau khỏe để thấy các bà các chú ở đây đều kêu để mùng 2 tháng 9 làm nào về được á. Xôi đậu. Bà biết đây món này món xôi đậu này, bún xào thập cẩm này. Bánh gà này. Gỏi gà ngó sen. Bánh hỏi, thịt nướng mật ong với bánh hỏi. Đậu, gà nấu đậu. Gà rú, gà lụa. Dạ có em uống nốt nước ngọt này. Đấy. Dạ, rồi mời các anh ạ. Anh không giới thiệu luôn, cái này lúa mạch. À đây lúa mạch á. Lúa mạch lên men. Dạ có em đang uống dở cái này. Con gì bơi hả? Nhà ở gì mười. Thì con hả? Dạ. Ở gần ổ ồ phải không? Dạ. Ông đây tên gì hả chú? Con tám. Ok, con tám ủng hộ. Em dạ. Của bà ba đã đó. Dạ dạ. Nói dạ. Chuyện với bà thăm hỏi thăm bà. Vì mời con. Cảm ơn. Dạ. Con tám ở phía cười. Dạ vâng ạ. Dạ. Hỏi thăm bà mười. Dạ. Bà mười đó là bà ba. Vâng. Đây các chú hỏi thăm bà này, hôm nay bà không về.
Dạ có rồi. Nhớ ông Tám nói chuyện trước. À, cái thằng quay quay phim nè, hỏi ba hỏi thăm bà Mười vậy thì ba có tâm hỏi chị Mười khỏe hay gì thì nói về rồi nó gửi về cho chị Mười cho bà Mười cho bà thấy được. Dạ, dạ. Không thấy hình bà luôn. Dạ. Phải chị Mười hay chị Mười. Dạ. Tôi làm Tám nè. Nay đi đến chỗ bác Tư này là thấy chị dẫn hỏi thăm Út kia đỡ cháu đi với Út đây là chị nay khỏe hay không? Hả? Là chị ăn uống đồ bình thường không? Dạ. Nói vậy vô không? Vô vô rồi. Vô rồi chú có nói. Cháu này là nhân hay không? Cháu này Rồi tính gì? Không không.